Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự ngày 30 tháng 5 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật. Cần nhiều giải pháp tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Vốn lưu động rất là cần thiết để chúng tôi đầu tư vào máy móc, tăng năng suất lao động cũng như là nguồn vốn để chúng tôi làm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu. Thành phố Đà Nẵng triển khai dành đất nhiều hơn cho các công trình tiện ích công cộng, lấy mục tiêu con người làm trung tâm, song hành các mục tiêu kinh tế với yếu tố bảo vệ môi trường, sinh thái. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi và thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội vào dự thảo luật, trong đó quy định rõ hành vi nghiêm cấm cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về giao dịch điện tử, bổ sung hành vi chủ thể dùng chữ ký số riêng của mình đưa cho tổ chức cá nhân khác sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật và các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử và các hành vi khác theo quy định của pháp luật. Đối với đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm làm lộ, lọt thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép hoặc thỏa thuận với tổ chức cá nhân có hoạt động giao dịch điện tử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy nội dung này đã được điều chỉnh ở các luật như Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, do đó sẽ không bổ sung hành vi nghiêm cấm nêu trên vào dự thảo luật này. Thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tố tụng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam ước tính xuất siêu 9,8 tỷ đô la Mỹ, thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, đó là điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Trong giai đoạn 5 tháng đầu năm, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 3,37,2 tỷ đô la Mỹ. Để duy trì hoạt động sản xuất xuất khẩu cho những tháng cuối năm sẽ cần nguồn vốn. Qua các khảo sát rồi chia sẻ từ chính các doanh nghiệp cho thấy, việc tiếp cận nguồn vốn đang là một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang phải vay ở mức tối thiểu là trên 10%, có doanh nghiệp vay mức hơn 13%. Do vậy, các doanh nghiệp đang rất mong chờ việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% một năm vừa qua sẽ có tác động lan tỏa tích cực, thiết thực và cụ thể là giảm lãi suất cho vay. Doanh nghiệp này mới được ngân hàng thông báo sẽ được giảm thêm 0,5% lãi suất nữa cho khoản vay ngắn hạn bắt đầu từ tháng 6 tới. Đây đã là lần thứ hai họ được giảm lãi suất cho vay trong năm nay. Chúng tôi là những doanh nghiệp trẻ, thành ra vốn lưu động rất là cần thiết để chúng tôi đầu tư vào máy móc, tăng năng suất lao động cũng như là nguồn vốn để chúng tôi làm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu phục vụ khách hàng. Với số lượng vốn lớn thì chúng tôi sẽ mua được cái nguồn nguyên vật liệu tốt hơn và giá tốt hơn. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được ưu đãi như vậy. Nhiều doanh nghiệp cho biết các khoản vay cũ vẫn đang phải chịu mức lãi suất cao. Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần mở hơn những điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn. Thay vì tài sản đảm bảo có thể dùng các hợp đồng đặt hàng, các hợp đồng của các công ty thì tức là nghiêng về phía là tín chấp nhiều hơn. Thì nếu như mà có những cái phương án mà ngân hàng có thể cân nhắc những cái phương án như thế thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận những cái nguồn vốn đấy dễ dàng hơn. Giảm ở đây là phải có ý nghĩa. 2 hay 3 hay 4% dựa trên cái kết quả kinh doanh, cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dựa trên những cái huy động đầu vào của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành chỉ thị 02 yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế. Đúng như dự báo của quý 2, trong khi các ngành may mặc, sản xuất đồ gỗ vẫn tiếp tục giảm việc làm do thiếu đơn hàng, thì ngành chế biến thực phẩm, nhất là điện, điện tử lại tăng nhu cầu tuyển dụng với hàng chục nghìn lao động tại một số khu công nghiệp. Đủ sức khỏe, tuổi không quá 45, học hết trung học cơ sở,
ứng viên đã tới đây đều được ký hợp đồng. Chỉ sau 3 ngày huấn luyện là các lao động này có thể vào dây chuyền. 3 tháng tìm việc trên các hệ thống tuyển dụng, anh Thanh quyết định bỏ nơi làm việc cũ để nộp hồ sơ vào doanh nghiệp này với lý do đơn giản là thu nhập cao hơn và môi trường làm việc tốt hơn. Sau khi trúng tuyển thì em muốn được đi làm ngay. Và công ty Nhật Bản thì thường thì có mức thu nhập cao và ổn định. Mức thu nhập thì là tôi cũng mong muốn là như công ty đã thông báo tuyển dụng. 5.000 lao động là số lượng các nhà máy của công ty Sumi cần tuyển trong quý 2. Đây chỉ là 1/4 số lao động mà doanh nghiệp cần tuyển để lấp đầy 3 nhà máy của mình tại Nam Định và Hà Nam. Chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm một nhà máy mới. Do đơn hàng năm nay nhiều hơn năm trước và cần tuyển tới 10.000 lao động trong năm nay. Và đến 90% là lao động phổ thông. Doanh nghiệp này có thể tiếp nhận tới 1.000 lao động mỗi tháng. Nhưng nguồn tuyển rất khó khăn bởi nhân lực tại địa phương không đủ cung cấp mà phải qua các kênh tuyển dụng lớn hỗ trợ. Hiện giữa các địa phương như Hà Nam đang phải cạnh tranh với Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang về thu hút lao động. Vẫn có những địa bàn đang thiếu lao động số lượng lớn như là ở Hà Nam. Ở đây thì các doanh nghiệp mà hoạt động trong các lĩnh vực như là sản xuất linh kiện điện tử thì vẫn đang tuyển dụng lao động. Đẩy mạnh cái việc là nắm bắt, hỗ trợ cho doanh nghiệp để tìm kiếm đơn hàng. Đấy là yếu tố tiên quyết. Còn đối với ngành lao động ấy, thì việc mà đẩy mạnh cái việc mà giao dịch việc làm và hỗ trợ kết nối cung cầu là then chốt. Bởi vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đang tuyển người lao động nhưng không tuyển được. Sau 2 năm dịch chuyển và hoàn thành xây lắp nhà máy tại Việt Nam, các hãng sản xuất điện, điện tử lớn đang tiếp tục tuyển dụng để lấp đầy các dây chuyền đã lắp đặt. Dự báo từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp này tiếp tục tuyển dụng khoảng 200.000 công nhân lắp ráp. Dành đất nhiều hơn cho các công trình tiện ích công cộng, lấy mục tiêu con người làm trung tâm là nỗ lực lớn mà chính quyền thành phố Đà Nẵng đang hướng tới. Theo kế hoạch, trong 7 năm nữa, không gian công cộng của thành phố này sẽ tăng thêm tới 300 hectare. Khu đất quốc phòng này có địa chỉ tại số 271 đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thỏa thuận mới nhất, hơn 7.000 m2 đất vàng tại đây sẽ được Bộ Quốc phòng chuyển giao cho thành phố Đà Nẵng quản lý sử dụng. Một dự án xây dựng trường học liên cấp và mở rộng đường và các tiện ích công cộng khác sẽ được khởi công trong nay mai ngay tại khu đất này. Phải nói là rất là phấn khởi, như một giấc mơ, và toàn thể bà con nhân dân đều đồng lòng cho cái chủ trương này. Hơn 25 năm qua, ranh giới đô thị của thành phố Đà Nẵng đã mở rộng lên gấp gần 4 lần. Và cũng đã có thời kỳ việc dành đất cho công cộng không được chú trọng đúng mức. Chính quyền thành phố nhận ra những bất cập và nhanh chóng có những thay đổi về định hướng phát triển không gian đô thị. Đã có những cuộc đổi đất với doanh nghiệp chỉ để mở rộng diện tích công viên ngay giữa trung tâm thành phố. Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, Đà Nẵng tiếp tục xác định mở rộng không gian, xây dựng nhiều công trình công cộng là mục tiêu ưu tiên. Riêng quỹ đất để xây dựng các dự án công viên công cộng, quảng trường kết hợp các tiện ích công cộng phân bố khắp thành phố sẽ tăng lên khoảng 300 hectare. Hiện nay thì chúng tôi đang làm quy hoạch phân khu, đồng thời đang triển khai và đề xuất cái việc quy hoạch tỉnh, thành phố. Cho nên là chúng tôi đều cập nhật các cái số liệu và với cái tinh thần là vừa hài hòa về phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, phục vụ người dân. Và chúng tôi chắc chắn là không đánh đổi về chỉ phát triển kinh tế mà bỏ quên các cái vấn đề khác. Hiện thành phố Đà Nẵng đang triển khai quy hoạch phân khu trên tinh thần tiếp tục quan tâm mở rộng không gian công cộng. Các mục tiêu kinh tế luôn song hành và đảm bảo hài hòa với yếu tố bảo vệ môi trường, sinh thái, lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là yếu tố nền tảng để xây dựng đô thị Đà Nẵng phát triển bền vững trong tương lai. Đây là phần điểm những nội dung đáng chú ý về Việt Nam trên các trang báo 24 giờ qua. Một bài viết trên trang tin tiếng Pháp Le Petit Journal nhấn mạnh, nhờ có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Việt Nam qua nhiều năm đã đón rất nhiều công ty đến xây dựng nhà máy sản xuất. Bất chấp sự khó khăn do Covid-19 gây ra, Việt Nam vẫn là một thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đang trên đường trở thành một trung tâm sản xuất hàng đầu.
Trên thực tế, theo dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2023, Việt Nam đã ghi nhận tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy kế là 180 tỷ đô la Mỹ, một con số thực sự đáng kinh ngạc. Các công ty đa quốc gia lớn, chẳng hạn như Samsung, Pegatron, Foxconn, Luxshare đã chọn Việt Nam, nơi đang trở thành một công xưởng công nghệ lớn toàn cầu. Theo ông Christopher Marriott, Giám đốc điều hành Savills Đông Nam Á, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và năng lực sản xuất giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của các nhà đầu tư quốc tế. Trang tin tiếng Trung China News cho biết, ngày hôm qua 29 tháng 5, 745 tấn sầu riêng tươi Việt Nam đã được nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa phụ Phổ Trại của cửa khẩu Hữu Nghị Bằng Tường ở tỉnh Quảng Tây. Đây là ngày có số lượng nhập khẩu sầu riêng lớn nhất tính từ đầu năm đến nay. Từ năm 2022, sầu riêng Việt Nam được phép vào Trung Quốc, nguồn cung sầu riêng tăng, kênh thu mua ngày càng đa dạng. Lô sầu riêng tươi này sẽ được bốc rỡ tại khu hậu cần Bằng Tường, sau đó phân phối và vận chuyển đến nhiều vùng khác nhau của đất nước. Do thời hạn sử dụng của sầu riêng tươi ngắn, nên sau khi nhận được tờ khai của doanh nghiệp, trạm kiểm tra biên giới ngay lập tức triển khai cơ chế đảm bảo dịch vụ đặc biệt, phối hợp với lực lượng hải quan để giải quyết nhanh chóng các thủ tục kiểm tra xuất nhập cảnh cho lô hàng sầu riêng tươi này, đảm bảo không chờ đợi, không chậm trễ trong thủ tục hải quan. Trang VN Economy dẫn lời ông Omri Morgenstern, Giám đốc điều hành của nền tảng đặt phòng Agoda cho biết, Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia là những lựa chọn hàng đầu của du khách người Ấn Độ. Dữ liệu của Agoda cho thấy, từ tháng 1 năm 2019 đến giữa tháng 5 năm 2023, lượt tìm kiếm khách sạn và chuyến bay của du khách Ấn Độ đến Indonesia đã tăng 256%. Con số này tăng 215% đối với Singapore và 147% đối với Thái Lan. Riêng lượt tìm kiếm khách sạn và chuyến bay đến Việt Nam của khách Ấn Độ tăng 390%. Hiện nay, Việt Nam nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu của du khách Ấn Độ. Tuyến đường sắt đi bằng tàu thống nhất của Việt Nam vừa được chuyên trang du lịch Lonely Planet xếp vào danh sách những điểm đến du lịch bằng tàu hỏa ngoạn mục nhất thế giới, khởi hành từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường khoảng 1.730 km. Trong chuyến đi này, du khách sẽ có dịp đi xuyên qua các thành phố lớn đến vùng nông thôn, ngắm nhìn cuộc sống thường nhật hay chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, lịch sử lâu đời của Việt Nam. Năm 2019, hãng tin Sputnik của Nga cũng đã bình chọn tuyến đường sắt thống nhất nằm trong danh sách 10 tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Để ứng phó với nắng nóng, Hà Nội triển khai các biện pháp tiết kiệm điện, trong đó riêng việc giảm điện chiếu sáng đã tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng. Những bức họa có giá trị chủ yếu được đấu giá từ nước ngoài, nay trưng bày giữa không gian phố cổ cho người dân thưởng lãm miễn phí, góp phần nối gần khoảng cách giữa tác phẩm hội họa kinh điển với công chúng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Tăng thêm 6% lượng than so với kế hoạch để phục vụ cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các tháng mùa khô. Đây được xem là cố gắng lớn của ngành than khi lượng than khai thác theo quy hoạch đã ở ngưỡng giới hạn và nhập khẩu than không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gấp rút hoàn thành các thủ tục mở rộng khai thác giai đoạn 2, đại diện công ty cổ phần than Cao Sơn cho biết, nếu được chấp thuận, đơn vị này sẽ tăng thêm 200.000 tấn than khai thác so với kế hoạch đã giao. Nếu mà tăng lên được sản lượng khoảng dưới 15% thì tổng sản lượng của công ty sẽ được khoảng 4.500.000 tấn theo trên kế hoạch của tập đoàn giao. Lượng than dự trữ trong nước đang ở mức thấp, nguồn nhập khẩu than từ các nước Đông Âu bị gián đoạn. Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam theo kế hoạch sẽ nhập khẩu gần 9 triệu tấn than. Từ nguồn này, các đơn vị sẽ tiến hành pha trộn với than trong nước nhằm đảm bảo cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Theo kế hoạch thì tỷ lệ tăng pha trộn than nhập khẩu là 40%, tăng 12,8% so với năm 2022. Ngay trong tháng 5 này, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã cấp thêm 300.000 tấn cho ngành điện và sẽ tiếp tục tăng thêm lượng than cung cấp trong những tháng mùa khô tới. Trong tháng 6, tháng 7 thì TKV cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để mà tìm các phương án tăng cái khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Và cụ thể là sẽ tăng khoảng 180.000 tấn trên một tháng. Ngành than hiện là nhà cung cấp cho 22 nhà máy nhiệt điện với khối lượng là gần 39 triệu tấn, bằng 83% sản lượng than khai thác. Thực tế cung ứng than cho điện thời gian qua cho thấy, các nhà máy điện cần có sự điều chỉnh sử dụng than khai thác trong nước cho phù hợp bởi nhiều loại than trong nước sẵn có
nhưng lại chưa tương thích với việc vận hành của các nhà máy nhiệt điện. Kết quả là nhiều khi than trong nước thừa nhưng vẫn phải nhập khẩu than loại phù hợp cho sản xuất điện. Để ứng phó với nắng nóng, hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay, các địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm điện. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều biện pháp được triển khai, trong đó chỉ riêng việc giảm đèn chiếu sáng đã tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng. Hà Nội đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm, bật đèn muộn hơn 30 phút và tắt đèn sớm hơn 30 phút. Với các công viên vườn hoa, chỉ vận hành một nửa số đèn và tắt toàn bộ sau 2-3 giờ đêm. Với đường phố ngõ xóm và khu vực ngoại thành, cắt giảm 1/3 số đèn và sau 2-3 giờ đêm tiếp tục cắt thêm 1/3. Những cái xóm ngõ mà tối quá thì cũng vẫn phải nên có đèn cho nó đảm bảo an ninh. Còn những chỗ nào mà dân cư đông mà an ninh tốt thì nên tiết kiệm. Để người dân hiểu hơn về chủ trương giảm chiếu sáng công cộng và đồng hành, các tin nhắn truyền thông đã được gửi đến 176 xã phường của thủ đô. Sau khi thực hiện các giải pháp, lượng điện tiêu thụ giảm 36%, tương đương với số tiền tiết kiệm là 4 tỷ đồng mỗi tháng. Nếu chúng ta triển khai một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục, cái việc tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng kết hợp với cái việc lan tỏa cái thông điệp thì chẳng khác nào chúng ta đang triển khai một cái chiến dịch giờ trái đất trong cộng đồng một cách thường xuyên, liên tục. Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người dân, các tổ chức, doanh nghiệp giảm một nửa công suất chiếu sáng trang trí, chiếu sáng quảng cáo. Sau 22 giờ, tắt các bảng quảng cáo ngoài trời, đèn trang trí. Chúng ta cũng phải nên xem xét là cái khu vực quảng cáo nào chúng ta có thể để và khu vực nào chúng ta có thể là tiết giảm. Nhưng không có nghĩa có những nơi là cắt hoàn toàn, cái đấy hoàn toàn không đúng. Tại vì cái quảng cáo phục vụ cho cả thương mại lẫn cả phục vụ cho du lịch. Theo Trung tâm Điều khiển và Giám sát Chiếu sáng Công cộng, việc cắt giảm chiếu sáng đã được cân đối với nhu cầu giao thông và an ninh đô thị. Việc cắt giảm cũng giảm nguy cơ quá tải, giảm nguy cơ gây cháy nổ và góp phần giảm căng thẳng về điện tiêu thụ trong mùa hè năm nay. Tình hình nắng nóng kéo dài cũng đi kèm với nguy cơ cháy rừng. Như tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích rừng hơn 305 hàng ngàn hecta với địa hình đồi núi phức tạp, trong khi lực lượng kiểm lâm lại mỏng. Chính vì vậy, việc giao rừng cho cộng đồng quản lý và bảo vệ rừng là điều cần thiết. Khi vào mùa nắng nóng thì mô hình trao quyền này lại càng phát huy hiệu quả. Bởi ngoài lực lượng kiểm lâm tại địa phương thì chính người dân sống gần rừng sẽ là lực lượng quan trọng giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vụ cháy rừng. Những cánh rừng sát khu dân cư được cảnh báo có nguy cơ dễ cháy do ý thức của người dân có thói quen đốt thực bì hay bất cẩn đốt rơm rạ vào mùa gặt trong những ngày nắng nóng cao độ. Việc cử người túc trực canh gác để phòng cháy rừng đang được đội quản lý rừng cộng đồng triển khai thường xuyên. Trong thời điểm nắng nóng, chúng tôi trong thành viên cũng rất là tích cực tham gia. Nói chung là chúng tôi tư việc tuyên truyền cho bà con, không để bà con để xử lý thực bì. Diện tích rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế là 305.000 hecta, trong đó rừng tự nhiên là 205.000 hecta và diện tích rừng trồng là khoảng 100.000 hecta. Để đảm bảo an toàn cho những cánh rừng vào mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm địa phương phối hợp với các ban quản lý rừng ở cộng đồng không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng cháy, bảo vệ rừng. Thống kê đến nay đã có là 5 ngày là đã dự báo cháy rừng cấp 5 rồi. Cho nên hiện nay là chúng tôi tăng cường cảnh giác. Về mặt ở các chủ rừng ấy, thì tăng cường người ở các chòi canh và các cái đợt tuần tra ở cộng đồng ấy, thì chúng tôi là tuyên truyền. Để mô hình này phát huy kết quả hơn nữa, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng ngành nông nghiệp đang tiếp tục rà soát và thu hồi những diện tích đất rừng quản lý không hiệu quả gần với khu dân cư, thuận lợi cho sản xuất của người dân, giao lại cho các hộ và cộng đồng quản lý để người dân phát huy khả năng giám sát, bảo vệ rừng hiệu quả. Sau đây là những thông tin văn hóa. Với chủ đề Vũ điệu Cao Nguyên, Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 10 tháng 6 với nhiều hoạt động văn hóa, trong đó trọng tâm là giải đua ngựa độc đáo hấp dẫn. Giải đua ngựa năm nay có sự tham gia của các vận động viên đến từ các xã thuộc huyện Bắc Hà, các huyện trong tỉnh Lào Cai và các nài ngựa đến từ Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động văn hóa trải nghiệm,
khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, tham quan các di tích văn hóa lịch sử và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dân tộc đậm đà bản sắc nguyên sơ, đặc sắc. Qua festival, địa phương muốn giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về một vùng đất đầy năng động, tích cực phát triển và hội nhập. Giờ đây, công chúng có thể ngắm vẻ đẹp của những bức tranh quý ngay tại những ngôi nhà di sản trong làng phố cổ ở Hà Nội. Đây đều là những bức tranh được hồi hương từ các cuộc đấu giá ở nước ngoài. Cách làm mới này góp phần lan tỏa tinh hoa hội họa trong nước được nhiều người đón nhận. Ông André là hiệu trưởng nghỉ hưu, ông dành 2 tháng để về quê hương Việt Nam. Điểm đến mà ông yêu thích là ngôi nhà di sản này, nơi triển lãm tranh của câu lạc bộ sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Tôi thích cái triển lãm ở đây tại vì nó đặc biệt nhất trong Hà Nội. Tại nó vừa một cái cà phê ấm cúng mà vẫn gặp thấy các người cũng đam mê như mình về bức tranh. Bức tranh diễn tả cuộc chiến khốc liệt 12 ngày đêm, màu sắc tương phản của máu và khói trong một trận địa tên lửa. Họa sĩ Đỗ Hiển, tác giả của bức tranh, đã bán cho một phòng tranh từ nhiều năm trước. Tình cờ gặp lại đứa con tinh thần, ông không khỏi xúc động. Rất phấn khởi và cảm phục những các nhà sưu tập đã đem đến và đưa cho công chúng thưởng ngoạn. Bức tranh Bác Hồ ở Việt Bắc của họa sĩ Trần Văn Cẩn, bức Bác Hồ về thăm quê của họa sĩ Dương Bích Liên, những bức họa giá trị chủ yếu được đấu giá từ nước ngoài, nay trưng bày giữa không gian phố cổ cho mọi người dân thưởng lãm miễn phí. Tôi bất ngờ về phòng tranh này, bởi vì diện tích của phòng tranh quá bé, nhưng nội dung nó lại chứa đựng quá lớn, có rất nhiều những tên tuổi lớn. Thí dụ như họa sĩ Trần Văn Cẩn, cùng với một số họa sĩ quen biết của hội họa Việt Nam. Ở đây em thấy rất nhiều bức tranh đẹp của những họa sĩ đời đầu như ông Bùi Xuân Phái. Lần trước đến đây thì em có thấy một bức tranh của ông Victor, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Mỹ thuật Đông Dương ạ. Trong tương lai gần, với sự vào cuộc của nhiều nhà giám tuyển họa sĩ từ nước ngoài trở về, những không gian nghệ thuật như thế này sẽ góp phần nối gần khoảng cách giữa tác phẩm kinh điển với công chúng. Phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTVGo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.